Xin chào cả nhà, hôm nay Hưng xin nấu món thịt kho măng. Thịt kho măng là một trong những món ăn truyền thống của người Việt Nam. Ngoài những món ăn mà chúng ta hay thường dùng ngày Tết thì chúng ta có thêm món thịt kho măng này. Măng này thì Hưng đã trần qua nước hai lần, nghĩa là chúng ta đã luộc qua hai lần và chúng ta ngâm từ hôm qua đến giờ. Măng rất là mềm và rất là vàng cả nhà. Thịt thì chúng ta nên chọn những cái thịt vai. Chúng ta không chọn thịt ba chỉ, tại vì thịt ba chỉ khi nấu thời gian lâu thì nó sẽ bị mềm, bị nhão ra, nó sẽ không ngon. Thịt vai nấu sẽ ngon hơn. Nhà cắt theo cái thớ rồi đó. Thịt hơn đã cắt xong, chúng ta cắt thịt to vừa phải, nhìn đĩa thịt rất là ngon. Bây giờ thì Hưng sẽ đi tạo gia vị. Mình có một muỗng hành khô, hai muỗng cà phê tỏi thì chúng ta bỏ ra một nửa. Khi hành tỏi chúng ta đã nóng và thơm thì cả những nhà chúng ta cho thịt vào chúng ta pan. Quý vị lưu ý là chúng ta cho từng miếng vào để chúng ta lật qua lật lại để cho nó thấm thịt. Chúng ta sẽ có 10 gram đường tốt lốt nha cả nhà, nhưng mà ở đây mình đường mình không có thì chúng ta có thể dùng đường vàng. Cũng cà phê muối nha cả nhà, chúng ta cho vào luôn. Chúng ta cho màu thì tùy theo cái sở thích của mình nha cả nhà. Quý vị có thể chúng ta có thể cho nhiều hay ít tùy theo. Thì kho măng này chúng ta sẽ có một cái cốc nước mắm này, cả nhà đổ cho mình một nửa. Đó thì cả nhà đổ nước đun sôi vào, chúng ta đổ cái mực nước chúng ta ngập với cái thịt này nhé cả nhà. Trong lúc mà chúng ta đợi hầm thì chúng ta sẽ đi xào măng này. Cái số tỏi còn lại thì chúng ta cho vào hết. Vì đi là chúng ta cho măng từng nít một. Số lượng nước mắm còn lại thì chúng ta cho vào luôn nha. Và cho một muỗng cà phê bột ngọt, ít tiêu. Chúng ta cho một ít màu vào. Rồi quý vị đun thêm khoảng mấy phút nữa để cho cái măng nó được thấm. Sau khi chúng ta xào măng xong á thì chúng ta sẽ cho cái măng qua.
Rồi. Cái nước này rất là ngon nha quý vị. Ta đặt cái tổ đi. Đó, chúng ta tưới lên. Để cho măng nó mềm hơn với lại thịt nó được mềm dũa ra đó thì quý vị chúng ta đun thêm khoảng 60 phút nữa. Cả nhà có thể thấy được cái nồi thịt kho măng chúng ta đã xong. Măng đã chín rụng rồi cả nhà. Mùi rất là thơm. Khi mà cái thịt nó rụng như vậy này cả nhà. Đó. Nhìn thấy không ạ? Đó, cái thịt như vậy này. Như vậy là đã thịt đã đảm bảo nha cả nhà. Thịt như vậy là đã thấm vô măng khô của chúng ta rất là thơm, rất là ngon. Chúng ta nấu như vậy thì cái thịt ăn rất là béo và thơm. Như vậy là cái nồi măng kho thịt của chúng ta đã xong. Hy vọng cả nhà sẽ có một bữa ăn ngon đối với lại mùi thịt kho măng. Rồi, chúc quý vị có một bữa ăn ngon đối với lại cái nồi thịt kho măng của chúng ta.